vẫn còn bên thơm quá. Cho đủ 4 cái, bên đây em lấy cái. Thơm quá hả? Thơm không? Thơm không? Hấp dẫn lắm. Hấp dẫn này. Để xíu nhé. Để đưa xuống này, mày lát muốn đâu. Ok. Để mày xuống nhé. Theo cái này. Để mày nắm cái này đâu bắn luôn. Mình đã đói bụng không ạ? Bánh này làm trước nãy giờ này. Nhưng bọn đây làm được mấy. Cái bánh nhỏ đây là chắc là kiếm xuống chớm này hả? Bên đây cái nhỏ hay cái to? Mày cần bánh thì để nó cháy mất rồi, nó rất ngon. Bộ bánh còn bên thơm quá. Cái nhỏ nó đẹp ghê lên đây này ha. Lắm. Đó. Nhỏ là nhân chính hay. Cái này được không này? Trời ơi, bánh này nha. Thấy không? Trời đó này, cái bánh này còn ngon quá. Trời ơi, này nó lấy cho Dina ăn nha. Nè, 1, 2, 3. Ôi trời ơi. Ok. Bánh này là vàng nhất à, anh vàng hay là anh không vàng? Cái này được rồi này. Đang mấy cái. Thơm quá hề. Không đói bụng không?
thì mình đổ cái này vào. Đó, ngô hề. Thơm quá. Thích. Bánh này thấy chưa? Thơm ghê. Hai bánh này. Đậu. Thơm quá. Ngồi đây đó. Hỏi thêm miếng này cho chắc. Wow, bánh nó ngon ghê. Ngon. Ăn nóng mới ngon. Ở đây ra. Tuyệt vời. Lâu lắm rồi mẹ mới làm bánh này cho Lina ăn. Ngon. Thôi ngồi lại. Thôi đi. Bánh nào ngon hơn? Là người nhỏ ăn bánh nhỏ đúng không? Còn hai cái nữa nè. Là ăn được hết một cái nhỏ luôn. Ăn hết rồi mà lấy ra một cái đây nữa. Này. Bánh này. Ngon, xốp ngon. Rồi để mày thổi cho. Ăn từ từ thôi con. Tuyệt vời, không? Anh cái bánh đó đi. Anh hết cốc nữa nó. Ngon quá. Nên ăn giỏi quá. Đó bánh ra ngoài nè. Ngon không? Nên ai cũng được đây. Này. Còn nửa bây mai mốt làm tiếp. Ơi chụp. Này, nửa này. Ơi chụp. Đó, đó. Chụp, 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 chụp. Anh để dành dữ vậy hả? Anh từ từ thôi không? Ngon quá à. Còn xíu một cái, xíu nữa con ăn tiếp. Này, này, đây, đây, đây.